Đóng phim từ khá lâu nhưng chỉ đến lúc Tiếng Sét Trong Mưa lên sóng, Oanh Kiều mới thực sự gây chú ý. Oanh Kiều học cùng Lan Ngọc, Nhã Phương ở trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. So với đồng nghiệp, sự nghiệp của cô lận đận hơn. Nhưng khi duyên màn ảnh đến, Oanh Kiều đột nhiên trở thành cái tên sáng sủa giá búa. Theo mỗi tập phim Tiếng Sét Trong Mưa phát sóng, Hờ Rô Phượng do Oanh Kiều thủ diễn cũng trở thành đề tài bàn tán, tranh luận kịch liệt đến từ người theo dõi. Đặc biệt, tình tiết Phượng yêu anh trai của Quốc Huy Thanh Bình, rồi phải giả vờ mang thai đã làm người xem không khỏi xót xa. Nói về bộ phim của mình, Oanh Kiều từng chia sẻ, mỗi lần đọc kịch bạn dạng, tôi lại bị hero cuốn đi. Mỗi hero ở các bộ phim khác biệt luôn có tâm lý, đời sống riêng. Những hero tôi nhận đều có số phận cay nghiệt. Khi đọc, tôi yêu quý họ và không từ chối được. Về vai Phượng, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện. Nhưng để nói đến sự đột nhiên phá thì tôi chưa làm được. Bản thân tôi luôn khao khát có vai diễn khác hẳn trước đây. Tôi muốn được công nhận là một nghệ sĩ, có thể biến hóa trong nhiều kiểu vai khác biệt, chứ không phải dạng hero giống mình ngoài đời. Khác với vẻ quê mùa trong Tiếng Sét Trong Mưa, ngoài đời thực Oanh Kiều khá trẻ trung, tươi tắn. Trưởng thành từ trường lớp đào tạo bài bạn dạng, chiếm hữu nội lực diễn xuất được giới chuyên môn lẫn người theo dõi tấn công giá bút cao, khuôn mặt thanh tú, có nhiều tiềm lực đáng để khai thác, cũng như có nhiều quãng sợ nghiệm cọ sát chuyên môn trong các dự án điện ảnh đình đám như Dạ Cổ Hoài Lan, Cô Ba Sài Gòn, Về Quê Ăn Tết. Không ít người cho rằng Oanh Kiều chính là một trong những nhân tố trình độ thuộc lớp nữ diễn viên mới đáng gờm trên màn ảnh Việt. Oanh Kiều cũng biết bạn dạng thân cô trước đây khá kín tiếng, ít khi chia sẻ về chuyện đời tư, lại còn chẳng chịu làm hình ảnh. Thế nên, khi cơ hội với Tiếng Sét Trong Mưa đến, Oanh Kiều phải thay đổi bạn dạng thân để mọi thứ tươi mới, tiện lợi hơn. Oanh Kiều bột bạch, tôi luận điểm mình chỉ cần đi quay phim, có công việc mỗi ngày là ổn, không phải bon chen nổi tiếng. Vì vậy tôi không chơi bời, giao du với ai. Không ai biết tôi là người thế nào. Tôi cũng trốn báo chí vì cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết cách trả lời. Tôi quên luôn việc cập nhật hình ảnh bạn dạng thân trên mạng buôn bản hội. Tôi dễ hài lòng với những gì mình đang có. 10 năm đi diễn, tôi chứng kiến nhiều người bạn, đồng nghiệp rút lui khỏi showbiz để lập gia đình, làm nghề khác. Còn tôi tới hiện thời thỉnh thoảng vẫn được gọi là diễn viên trẻ, diễn viên mới. Đó là may mắn của tôi nên tôi trân trọng và nỗ lực đi đường dài hơn. Có thể trước đây do tôi diễn xuất còn nông so với đồng đội nên chưa thể bật lên như họ. Tôi nghĩ hiện tại là thời điểm chín mùi để mình phát hành hơn.